Cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ được gia đình tạc tượng. Tối ngày 17 tháng 3, Hồng Phượng có buổi giao lưu với khán giả, khi được người hâm mộ yêu cầu tạc tượng cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, cô cho hay nếu khán giả muốn đến tận nhà để thắp hương cho ông thì gia đình sẵn sàng tiếp đón. Qua đó, cô cũng tiết lộ hình ảnh bàn thờ của cố nghệ sĩ tại nhà riêng là do nhà thiết kế mỹ thuật Lâm Lâm đã tự tay trang hoàng bàn thờ cho ông hoàng tùng cổ. Với sự tỉ mỉ của nghệ nhân, bàn thờ của cố nghệ sĩ được đặt một cách trang trọng cùng bộ trang phục bên cạnh mà Vũ Linh từng mặc khi biểu diễn. Được biết bộ đồ này đã gắn bó với cố nghệ sĩ trong nhiều năm liền và được ông cất giữ cẩn thận. Hồng Phượng nói thêm, lúc sinh thời, cậu là người luôn trau chuốt vẻ ngoài nên khi cậu mất, gia đình cũng muốn được trang hoàng bàn thờ cho cậu thật đẹp. Khi được khán giả yêu cầu tạc tượng cho Vũ Linh, cháu gái và nhà thiết kế mỹ thuật Lâm Lâm cho hay, gia đình có lắng nghe ý kiến của mọi người, hy vọng có thể đủ duyên để tạc tượng cho cậu. Hồng Phượng và gia đình sẽ tổ chức một buổi lễ tri ân cho cố nghệ sĩ Vũ Linh tại nhà riêng vào thất thứ bảy. Khán giả có thể đến nhà để tham dự buổi lễ và cúng thất cho ông.